Hello, mình đọc hello tất cả mọi người. Thì ok, thì các bạn đã biết được là vừa rồi miền Trung đã gặp phải cái thiên tai rất là nặng nề trong cái đợt vừa rồi. Như chúng ta đã biết, ngày hôm qua thì cơn bão số 13 đã tiếp tục tràn vào miền Trung và đã gây ra thương vong cho khoảng 95 người. Đa số là bị thương thôi, do có thể là chằng chéo hoặc ảnh hưởng của bão. Rồi khoảng 1.500 nóc nhà lại bị bay. Có thể nói là những cái thiệt hại trong miền Trung là rất lớn. Và kèm theo những cái thiệt hại đó thì có những cái nguy cơ sạt lở và có những cái vụ sạt lở dẫn đến những cái việc gọi là chết người. Ví dụ như là sạt lở đất hay là do lũ lụt ống ngập. Và là lúc này thì dư luận đã dậy sóng lên cái việc là hậu quả của việc chặt phá rừng cũng như là thủy điện nhỏ. Chính vì thế mà trên nghị trường của Quốc hội, kỳ họp Quốc hội vừa rồi ấy, đã rất là nóng và nổi bật lên hai người, đó là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và nữ đại biểu gọi là gì? Cờ so hơ bắp khác gì? Cờ so hơ pơ khắp à? Đấy. Cờ so hơ pơ khắp. Thì thực tế đấy thì sau khi mà có những cái phát biểu có thể nói là đánh đúng đánh thẳng vào những cái khuyết điểm đó thì đã có rất là tạo lên cái luồng sóng dư luận rất lớn, và nữ đại biểu ở trong cái khu vực Tây Nguyên đó thì đã rất là nổi tiếng, cùng với lại sự nổi tiếng sẵn có của ông Lưu Bình Nhưỡng. Thì ok, hôm nay mình sẽ ngồi phân tích xem là những cái phát biểu đó có đáng để chúng ta ca ngợi hay không. Đó, trước hết là đối với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, khi ông Lưu Bình Nhưỡng này có một câu nói có thể nói là theo tôi nghĩ đấy, ông ta nói rằng ông ta không sợ va chạm, ông ta không sợ gì, bởi vì ông ta là đại biểu Quốc hội, một người thẳng tính, ông ta dám đánh thẳng vào cái điều. Tuy nhiên, việc anh đưa ý kiến như thế nào, có chuẩn xác hay không và nó có cái tác dụng tích cực trong xã hội hay không, thì đó là một trong những cái điều mà đại biểu Quốc hội, với tư cách là đại biểu Quốc hội, phải suy nghĩ vào một cách vô cùng kỹ càng. Trong tất cả các cái bình luận khác thì tôi không có bình luận, bởi vì tôi cũng không thể nhớ hết được các cái đại biểu đã nói cái gì. Tuy nhiên tôi nhớ rất như in, đó là câu nói gì? Câu nói cứ đến dịp Tết, cán bộ công an đi đến các cái hộ kinh doanh để thu tiền. Thì tôi có thể khẳng định, tôi có thể khẳng định với các bạn là gì? Tôi có thể khẳng định các bạn là gì? Cái câu chuyện đó ở đâu tôi không biết, nhưng ở tất cả các nơi khác gần như đó là một điều phi thực tế. Công an có thể ăn hối lộ, công an có thể tiêu cực, công an có thể một vài cán bộ tham nhũng, nhưng không bao giờ công an Việt Nam có cái tư tưởng, có cái hành động đến với các cái chủ nhà hàng, các chủ doanh nghiệp hay là các cái cơ sở kinh doanh để thu tiền kiểu như bảo kê của xã hội đen như vậy được. Thì việc ông phát biểu trước truyền hình, trước Quốc hội một cái câu nói như vậy là hoàn toàn xuyên tạc và nói thật, nói thẳng, đó là sự bố láo, đúng không ạ? Đó là một cái sự rất là bố láo, đó là một cái sự vu khống nghiêm trọng. Và mặc dù là lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói rằng là đó, nếu như có thì nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nhưng theo tôi nghĩ, nếu như đã tôi mà là vai ở Bộ trưởng Công an Tô Lâm, tôi nói thẳng, ông nói như vậy ông có bằng chứng hay không, hay ông chỉ nghe thôi? Ông nghe xong thì ông ít ra ông phải có được cái sự gọi là suy nghĩ ấy. Công an Việt Nam không một ai dám làm, không một ai dám làm mà đi đến các cái cơ sở kinh doanh mà thu tiền một cái trắng trợn như xã hội đen như vậy được. Tôi nói với các bạn chia sẻ, bây giờ nhé, đi đến 10 nhà chẳng may có một thằng nó live stream hoặc nó quay lại video, chết rồi, mất chức ngay. Có thằng nào nó đi, có ông công an nào mà lại ngu đến cỡ đó không? Hả? Có ông công an nào ngu đến cỡ đó không? Có người dân nào mà người ta hèn đến cỡ đó không? Này, nhân dân Việt Nam chỉ trừ khi là họ sai, ví dụ đi sai luật giao thông, ok, tôi đút nó một tí để tôi qua. Chứ còn nếu nó đúng nhá, không bao giờ moi lổi của nó một xu. Có đúng không ạ? Tôi không biết là các bạn nói là dân buôn bán mà đem tận nhà, nhưng ở chỗ tôi chẳng có bất cứ một ai mà làm điều đó, chẳng có một ai mà dám làm điều đó cả.
Thì đó là một trong những phát biểu cực kỳ xàm của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Tôi nói thật, nội xuất ACB này, nếu như ông không làm gì sai với pháp luật, ông không làm gì trốn thuế hoặc là làm quá cái gì nhá, thì các ông có chịu bỏ tiền ra mất tiền với công an hay không? Hả? Tất cả những ông nào ở đây, tôi khẳng định đối với công an, các ông có đút lót chẳng hạn, đó là vì khi các ông gọi là vi phạm cái điều gì thôi, chứ còn khi các ông không vi phạm, các ông không muốn xin xỏ gì họ, thì các ông có chịu trả tiền cho họ hay không? Đó là cái mà nói về đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Đó là những cái mà chúng ta có thể nhận thấy là gì, đó là có quá nhiều những cái có những cái đại biểu mà vào đấy họp đấy mà kiểu như là chỉ nghe ngóng dư luận xong đứng ở bên nào đông thì ta đi theo đấy, những loại đấy tôi nghĩ rằng cũng nên từ chức đi, ngay sau khi nghe xong cái live stream của Lưu Ly này, lên từ chức đi để thực hiện bắt đầu cái bước đầu được gọi là văn hóa từ chức đi, đúng không? Cho nên ở đây đấy thì mình chỉ chia sẻ với các bạn, làm đại biểu Quốc hội, làm những người mà có cái vị trí thì lên đi tìm cái phương pháp, những cái giải pháp để giải quyết vấn đề, chứ đừng chỉ tìm đến những cái là sao, cái trách nhiệm thuộc về ai. Các ông cứ bảo nó nhiều mà tại sao mà phát triển lên được như ngày hôm nay đấy, các bạn thấy đấy, dịch thế giới bây giờ ở bên Mỹ, dịch Covid hay là các nước châu Âu kìa, đầy thằng bây giờ chuẩn bị nó mất nhà mất cửa trở thành homeless kìa. Nhưng mà ở Việt Nam kìa, người ta vẫn ăn nhậu, vẫn cà phê cà pháo, vẫn gọi là bù khú ăn chén anh chén em suốt. Nay chiều nay bạn bè tôi sáng thì đi nhậu, chiều về bạn bè rủ đi đá bóng. Cuộc sống như thế còn như nào nữa. Từ cái việc chúng ta mặc quần thủng đít, ăn cơm cà, uống nước rau muống, đi dép lê thì ba cầu đứt hai quai, đến bây giờ cuộc sống đi ra ngoài giày dép quần áo đầy đủ, xe máy phóng vèo vèo, đằng sau là like một em ngon, xong tối đến về nhà mở điện thoại xem live stream, thế bây giờ còn muốn ra sao nữa mà nhiễu nhí hả? Ok, đó là một vài cái hôm nay mình chia sẻ với lại các bạn. Bye bye tất cả mọi người, chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ.